Thân ái chào các bạn sinh viên học sinh. Đến với môn học khí cụ điện, các bạn sẽ tiếp xúc, tìm hiểu, học tập các kiến thức kỹ thuật cơ bản nhất của ngành điện. Nó sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ nguyên nhân các sự cố liên quan đến các hiện tượng vật lý, kỹ thuật thường xuyên xảy ra trong các hệ thống điện để các bạn có thể xây dựng các biện pháp ngăn ngừa các sự cố xảy ra, tránh những cái hao phí đáng tiếc. Thí dụ như các bạn có thấy những sự cố cháy nổ của máy biến áp hay các thiết bị trong nhà, hoặc các sự cố các máy điện mà nó bị cháy đen thui, những sợi dây nó bị đứt bung ra. Về những sự cố kỹ thuật điện này là gì? Nguyên nhân của nó xảy ra ở đâu, khi nào nó dễ xảy ra và làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục. Ở đây một số những hình ảnh và các bạn có thể thấy những sự cố xảy ra thường xuyên trong cái hệ thống điện của chúng ta, hoặc những cái hiện tượng nó xảy ra trong quá trình đóng ngắt. Bây giờ chúng ta hãy làm một chuyến du lịch đi quanh qua những cái môn học của chúng ta để tìm hiểu xem mục tiêu của môn học và những cái kiến thức của môn học. Trước hết chúng ta hãy nhìn tổng quan vào hệ thống điện của chúng ta, mà người ta gọi là những lưới điện truyền tải. Lưới điện truyền tải bao gồm những hệ thống truyền tải cao thế có điện áp 500 kV hay 220 kV. Dưới đó gọi là lưới trung thế có điện áp 66-22 kV và lưới hạ áp với cái điện thế 220-78. Tất cả những năng lượng truyền tải trên lưới điện này đều xuất phát từ các nhà máy điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy phong điện, vân vân. Và năng lượng này được truyền trên hệ thống điện đến các cái tải tiêu thụ, có thể những hộ dân cư, các khu công nghiệp hay các hệ thống điện sẽ đi qua những cái trạm biến thế truyền tải trung thế, cao thế và những cái trạm biến áp hạ áp. Thế môn khí cụ điện là gì? Môn khí cụ điện là một môn học trang bị những kiến thức cơ sở ngành về các trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ truyền dẫn, đóng ngắt, điều khiển, bảo vệ trên tuyến đường truyền năng lượng từ nguồn cho đến tải tiêu thụ. Nó bao gồm những cái thiết bị rất nhỏ ở trong cái bo mạch điện tử, các bảng, các tủ điều khiển, cho đến những cái phòng cung cấp điện, phòng đo lường, trạm biến áp, vân vân. Vậy thì muốn học này có mục tiêu như thế nào? Thế thì chúng ta đã biết, đó là môn học trang bị những kiến thức cơ sở ngành về toàn bộ trang thiết bị làm nhiệm vụ truyền dẫn, đóng ngắt, điều khiển các thiết bị đóng ngắt và các thiết bị bảo vệ trên tuyến đường truyền năng lượng từ nguồn cung cấp cho đến các tải tiêu thụ. Trong học phần khí cụ điện này cũng trang bị cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật điện và điện tử những kiến thức khoa học cơ bản, những cơ sở toán học, các phương trình vật lý toán để lý giải các hiện tượng vật lý xảy ra trong hầu hết các khí cụ điện và thiết bị điện. Việc ứng dụng vận dụng các kiến thức này để hiểu sâu sắc các ý nghĩa, các thông số kỹ thuật trong các khí cụ mà nhà sản xuất đã chế tạo và đang có mặt trên thị trường Việt Nam. Đồng thời, học phần này cũng trình bày các cấu tạo cụ thể, các nguyên lý hoạt động
các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu trong các loại khí cụ điện hiện đang được dùng trên cái mạng cung cấp điện, để các bạn có thể ứng dụng, có thể tính toán lựa chọn, có thể kiểm tra các khí cụ điện trong cái hệ thống điện công nghiệp và nhà dân. Tất cả những cái mục tiêu, những chuẩn đầu ra của môn học đã được ghi chép, biên soạn đầy đủ, phổ biến cho các bạn trong đề cương chi tiết môn học khí cụ điện. Để học tập, các bạn cần phải có cái giáo trình và cái tài liệu tham khảo. Giáo trình chính mà các bạn học tập đó là cuốn khí cụ điện do thầy Hồ Xuân Thanh và Phạm Xuân Hổ xuất bản năm 2014. Các bạn có thể mượn sách này tại thư viện hoặc vào trang web sachweb.com, sách giáo trình 14, sách trường đại học sư phạm kỹ thuật. Và các bạn có thể liên hệ với các giáo viên phụ trách môn học hiện nay khoa điện điện tử bộ môn cơ sở kỹ thuật điện đang phân công hai giáo viên phụ trách môn học này. Một là giảng viên chính thạc sĩ Phạm Xuân Hổ và hai là giảng viên thạc sĩ cô Nguyễn Thị Bích Mai. Nội dung môn học này của chúng ta sẽ bao gồm các vấn đề như sau. Một là lý thuyết cơ bản, hai là những khí cụ điện hạ áp và ba là những khí cụ điện cao áp. Trong phần lý thuyết cơ bản, các bạn sẽ nghiên cứu học tập những vấn đề lý thuyết kỹ thuật cơ bản nhất mà nó xảy ra trong hầu hết các thiết bị, các khí cụ, đó là các vấn đề như phát nóng trong khí cụ điện, vấn đề lực điện động xảy ra trong các khí cụ điện, vấn đề tiếp xúc điện trong các thiết bị. Thứ tư là vấn đề hộ quang điện. Và cuối cùng là vấn đề mặt tử trong các khí cụ điện. Trong phần kiến thức cơ bản này, các bạn sẽ tìm hiểu tại sao các khí cụ điện chúng ta lại nóng, nguyên nhân từ đâu nó phát nóng, nó nóng đến mức độ nào và làm thế nào chúng ta có thể đo được nhiệt độ, biết được các cái điểm nhiệt độ trong các thiết bị và mức độ nóng như thế nào, mức độ truyền dẫn nhiệt độ như thế nào. Các vấn đề về lực điện động xảy ra trong các thiết bị mà nguyên nhân của nó gây ra những sự cố về điện như những vụ nổ ở trên các thiết bị điện mà chúng ta đã thấy. Các vấn đề về lực từ, các nguyên nhân gây ra những cái lực mà để đóng ngắt các thiết bị, nó làm chuyển động các thiết bị, hay các vấn đề về hộ quang điện, các vấn đề về tiếp xúc điện. Tất cả vấn đề đó các bạn sẽ được nghiên cứu trong chương lý thuyết cơ bản. Sang chương khí cụ điện hạ áp, các bạn sẽ nghiên cứu về khí cụ điện đóng ngắt bằng tay, những công tác nhức nhấn, cầu dao, công tắc tơ mà các bạn thấy rất nhiều trong gia đình và trong công nghiệp. Các thiết bị bảo vệ từ đơn giản như cầu chì cho đến các rơ le bảo vệ và các cái thiết bị đóng ngắt cao cấp gọi là máy cắt hạ áp, với những cái tên mà các bạn thường nghe như CB, MCB, MCCB, ACB, PCB, RCCB. Những thiết bị này được cấu tạo như thế nào? Nó hoạt động ra làm sao?
các thông số kỹ thuật nào là những thông số cơ bản, và các bạn có thể tra cứu những catalog, hiểu được những thông số kỹ thuật người ta được ghi trên catalog, và từ đó lựa chọn những cái thiết bị phù hợp để lắp đặt theo những yêu cầu kỹ thuật đã đề ra. Và đây một số hình ảnh của số thiết bị mà các bạn có thể thấy. Trong phần khích cụ điện cao áp, các bạn sẽ nghiên cứu về các khích cụ điện đóng ngắt chung và cao áp. Thí dụ như dầu cắt ly, những cầu giao tải, những máy cắt cao áp, những recloser mà được gọi là máy cắt đóng lặp lại các giao cắt phân đoạn. Những thiết bị này được cấu tạo như thế nào, làm việc ra làm sao, sử dụng ở đâu và sử dụng như thế nào. Đồng thời các bạn sẽ nghiên cứu các khí cụ điện hỗ trợ cho việc đóng cắt như các cảm, dung, trở kháng, các thiết bị đo lường, giám sát và các thiết bị bảo vệ quá áp như là xảy ra trong quá trình truyền tải hoặc là chống sét. Đây, các bạn có thể xem hình ảnh một số những khí cụ điện ở trên mạng lưới điện chung cao áp hoặc là các thiết bị chống sét. Để học tập tốt được môn này thì mọi sinh viên học sinh tham gia học đều có nghĩa vụ là phải tham gia đầy đủ các buổi học và đồng thời phải làm việc học tập theo nhóm và tham khảo tra cứu những tài liệu trên mạng ngoài giờ lên lớp. Việc đánh giá kết quả học tập của các bạn sẽ được đánh giá thành hai phần. Phần thứ nhất đánh giá trong quá trình lên lớp gọi là điểm quá trình, sẽ chiếm tỷ trọng 50%, bao gồm các bài tập kiểm tra được cho tại lớp, có thể là 1 đến 2 đợt, các bài báo cáo về việc nghiên cứu học tập tại nhà, các câu hỏi trực tiếp đưa ra trong lớp và các bạn phải trả lời. Kết thúc học phần, các bạn sẽ thi kết thúc. Hình thức thi có thể thay đổi từ hình thức trắc nghiệm 60 phút hay hình thức thi viết cũng 60 phút. Chúc các bạn có thể thành công học tập tốt môn học. Thân chào các bạn.